Bà con cho biết năm nay giá lúa rẻ, chỉ 6.500 đồng một kg đã phơi khô, quạt sạch, thấp hơn năm ngoái gần 1.000 đồng. Còn các thương lái thì cho biết, thứ nhất là do lúa mùa này chất lượng kém hơn, thứ hai là đại lý các tỉnh phía Bắc thu mua hạn chế hơn, nên họ cũng cầm chừng lượng mua, mua có chọn lọc, chủ yếu là thu mua, bán lại cho người dân chăn nuôi.